Cô vợ ích kỷ. Wow, biển đẹp quá, mát quá anh à. Đây là vùng biển sạch đẹp nhất ở khu vực này đó em à. Thật may là nhờ có anh đi công tác ở đây, cho nên em mới được biết tới vùng biển này đó. Thích quá đi. Đối tác lần này của anh chính là đơn vị chủ quản của khu du lịch này phải không? Đúng vậy, ông chủ của công ty này đã gần 30 năm gây dựng nơi này, để biến nó thành khu du lịch số 1 trong khu vực. Ngày mai anh sẽ gặp ông ấy để chốt hợp đồng. Thôi, chúng ta qua đó ngồi nghỉ một lát đi. Dạ. Thôi chết rồi, em đã quên đồ bơi ở trong xe rồi. Không sao, để anh quay lại lấy đồ. Vâng. Cô ơi, ngay phía sau kia có thùng rác, sao cô không bỏ vào đó? Ô hay, tôi mất tiền ra đây nghỉ ngơi, tôi muốn làm gì thì làm chứ. Ông chỉ là một người nhặt rác, sao lại dám nói những lời đó với tôi? Ông có biết tôi là ai không hả? Cô là ai, vẫn phải có ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng chứ. Vả lại, ở đây còn có biển cấm vứt rác bừa bãi đấy. Ông, này nha, tôi chỉ cần nói một tiếng với ban quản lý khu du lịch này là ông sẽ mất việc luôn đó. Có chuyện gì vậy em? Ông ta dám yêu cầu em không được vứt rác ở đây. Thật nực cười. Ông ta là ai chứ? Chỉ là người nhặt rác thôi mà. Ồ, chú Thanh. Anh quen người này hả? Đây chính là chú Thanh, chủ nhân của khu du lịch này. Người mà anh đã nói với em lúc trước đó. Đây là vợ của cậu sao? Dạ, đây là vợ cháu ạ. Cháu chào chú. Ờ. Mà sao chú lại ở đây? Lại còn nhặt rác thế này ạ? À, đây là việc tôi vẫn thường làm vào mỗi buổi chiều. Để khu du lịch do mình mất bao công sức gây dựng nên bị nhếch nhác bởi rác thải, tôi xót lắm. Ôi, chú khiến cháu bất ngờ quá. Một người bình thường làm công việc bình thường, có gì đâu mà bất ngờ. Nhưng mà việc này lạ quá. Cháu có thấy vị giám đốc nào lại đi nhặt rác bao giờ? Ai cũng có thể làm như vậy nếu thật sự biết nghĩ cho môi trường. Lúc này tôi không phải là giám đốc hay ông chủ gì cả, tôi chỉ là người nhặt rác thôi. Dạ, có phải là do cháu đã không phải phép nên làm chú giận không ạ? Thực tình, cháu cứ nghĩ chú chỉ là một người nhặt rác. Chứ nếu biết chú là giám đốc khu du lịch, lại là đối tác của nhà cháu đây thì cháu đã... Chị em! Thôi, tôi không để ý đâu. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Hai vợ chồng cứ vui chơi thoải mái đi nha. Giờ tôi có việc phải đi rồi. Hẹn gặp cậu trong cuộc họp ngày mai. Dạ. Cháu chào chú. Cháu chào chú ạ. Em à, trước khi anh tới đã có chuyện gì vậy? Em, tại em không biết ông già nhặt rác đó lại là ông chủ khu du lịch này nên đã lớn tiếng. Không biết có làm ảnh hưởng đến công việc của anh không nữa. Chú ấy là người hòa nhã, tuy là ông chủ lớn nhưng rất khiêm tốn, luôn quan tâm tới người khác và sống có trách nhiệm với xã hội. Chú ấy là thần tượng của anh đấy. Vâng, nói chuyện với chú xong em thấy rất xấu hổ. Em sẽ nhớ mãi bài học hôm nay. Cơ hội sửa sai. Cho tôi một bát phở bò tái. Của cậu đây. Đúng nó rồi, nó đã được ra tù rồi cơ à. Chết thật, anh để cái xe máy ở ngoài sân, anh về cất đây. Em ra ngoài chợ mua thêm mấy cái khóa loại tốt nhất, đắt nhất đi.
ăn đã anh. Mình đã ăn được gì đâu, nó vẫn còn ngồi kia mà. Mà biết đâu đi tù về nó lại hoàn lương, chăm chỉ làm ăn thì sao? Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đã là tên trộm thì suốt đời vẫn là tên trộm thôi. Em đừng ngây thơ như thế. May mà cảnh sát gô cổ nó vào tù. Khu phố mới có 2 năm được bình yên, bây giờ nó về rồi hả? Nhà cửa các thứ phải cẩn thận. Thôi ăn nhanh lên đi anh, kiểu gì cũng phải về trước nó. Ba Hồng, cậu Nghĩa có nhà không? Ờ, có chuyện gì thế cô Thương? Bà xem đi, cả nhà tôi sáng chỉ ra ngoài khoảng vài tiếng rồi về, thế mà về đến nhà, cửa khóa đã bị bẻ. Ý cô là... là cậu đã bẻ khóa vào nhà tôi lấy cắp đúng không? Nếu không phải cậu ở ngay sát nhà, thì làm sao trộm biết cả nhà tôi đi vắng chứ? Không phải tôi lấy. Nghĩa ơi, cô phải còn làm thì nhận đi, rồi xin lỗi người ta, mau trả lại đồ cho nhà cô ấy. Mẹ! Cô Thương à, cô bớt giận, xin lỗi cô, còn dạy cái mang. Cô xem nhà mất gì, mai mốt tôi sẽ mang sang đền cô đầy đủ. Không việc gì phải đền, con không ăn trộm của ai hết, cây ngay không sợ chết đứng. Cô làm ơn giữ bí mật giùm tôi, nó mới ra tù, vẫn đang trong thời gian quản thúc. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc nó chết mất cô à. Cô rủ lòng từ bi, tha lỗi cho con tôi, dù có đi ăn bài, tôi cũng sẽ đợi cô, tôi hứa đó. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Con đã bảo là con không lấy, tại sao mẹ không tin con? Tại sao? Tại sao mình muốn làm lại mà không ai tin? Không ai tin mình. Được, nếu các người đã muốn vậy thì tôi cũng sẽ như vậy. Đứng lại, đêm hôm khuya khoắt, cậu đi ra ngoài đường làm gì? 1504, đây rõ ràng là xe của ông chủ tịch xã mà. Tưởng ai, hóa ra cậu Nghĩa. Cái xe máy này rõ là xe của nhà bác chủ tịch xã. Sao giờ nó trong tay cậu? Là ông ấy cho tôi mượn. Mượn? Giữa đêm hôm khuya khoắt này ư? Mau dắt xe quay lại nhà ông ấy để tôi xác minh. Có chuyện gì vậy chú? Đây có phải là xe của anh không? Tôi bắt được cậu này đang dắt chiếc xe máy này trên đường. Cậu ta nói anh cho mượn, có đúng vậy không? Đúng là tôi cho cậu ấy mượn. Cậu ấy nói là nhà đang có việc gấp cần xe mà. Hóa ra là thế. Vậy tôi yên tâm rồi. Đã làm phiền cậu rồi, cậu thông cảm cho. Trách nhiệm của chúng tôi là vậy mà. Thôi, tôi xin phép. Ông... rõ ràng ông biết, mà sao còn giúp tôi? Tôi còn lạ gì cậu chứ? Cậu là Nghĩa, con bà Hồng, ông Trung ở thôn 2 phải không? Ngày xưa tôi cũng có quen biết ba cậu. Ba cậu rất hiền lành, chất phác lắm, ai cũng quý ông ấy. Tôi thấy cậu vẫn còn rất trẻ, còn cả cuộc đời dài ở phía trước. Tôi muốn cho cậu một cơ hội sửa sai, để làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời ư? Khó lắm. Đến cả ba mẹ, những người tôi yêu thương nhất, cũng không một ai tin tôi. Trong mắt họ, tôi mãi cũng chỉ là một tên trộm. Giờ có muốn làm lại, cũng không ai còn tin tôi nữa. Cậu đã để mất lòng tin một lần, để có lại được nó không phải dễ. Nếu cậu thật sự muốn tu thân, thì chỉ còn cách là cố gắng sống thật tốt để chứng minh tất cả là do bản thân mình quyết định, không thể mong chờ vào người khác. Nhưng mà chàng trai, tôi tin cậu. Cảm ơn ông. Nhất định tôi sẽ không phụ lòng tin của ông. Thầy đồ và lão nhà giàu.
Này ông, sổ ghi nợ ngày càng dày, con nợ càng nhiều thêm. Phải có cách gì chứ, nếu họ quỵt nợ thì mình biết làm sao đây? Có đánh chết chúng nó cũng chẳng đòi tiền được. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Nhưng chúng nó toàn là cái lũ khố rách áo ôm, biết làm sao cho chúng trả nợ bây giờ. À, tôi nghĩ ra cách này hay lắm. Cách gì? Đến ăn chúng nó còn chẳng đủ, thì cách gì nó trả nợ được cho chúng ta? Theo cách này của tôi, nợ chúng nó thì ít, mà chúng lại phải trả cho ta gấp mấy trăm nghìn lần. Thật hả? Bà có cách gì? Thưa thầy, ở ngoài đình đông người tập trung nhốn nháo lắm. Nghe nói Phú Ông đang ra thông báo bắt viết cam kết ghi nợ gì đó. Cái thằng Phú Ông này từ trước tới nay đều cậy của cải lên mặt hống hách với dân làng, quá thể lắm rồi. Thật uổng công bao nhiêu chữ nghĩa truyền dạy cho nó. Được, để hôm nay ra đình xem nó bày trò gì. Thằng kia, mấy năm trước mày vay ông 100 đồng thuốc thang cho con mày đau ốm, mà đến nay vẫn chưa trả được đồng nào là sao? Thưa ông, con không dám quỵt nợ, quả thực con vẫn chưa có đủ tiền để trả cho ông. Thế thì mày phải làm nô bộc cho nhà tao đến khi nào trả hết món nợ. Ra kia điểm chỉ vào bản cam kết. Thưa ông, cảnh mẹ quá con côi, không làm cách nào để trả hết nợ cho ông ngay được. Xin ông thư thả cho vài năm, đợi cháu lớn một chút con sẽ làm lụng trả ông. Nhà mày vẫn còn mảnh đất đó thôi, mang khế ước ra đây. Ông ơi, nhà con chỉ có mảnh đất ấy lấy lỗ chui ra chui vào. Giờ ông lấy đi thì mẹ con biết ở đâu đây? Đó là việc của mày, đừng có lằng nhằng. Thưa ông, lão đã gần đất xa trời, cả một đời làm lụng quần quật mà vẫn không trả được hết nợ. Xin ông thư thả cho thằng con lão một vài mùa bắp nữa. Lão giỏi nhỉ, định quỵt nợ nhà ông hẳn. Chúng bay đâu, đến bẻ hết bắp ở ruộng nhà lão ấy ngay. Thưa ông, vậy cả nhà lão sẽ chết đói mất. Cả năm nay nhà lão chỉ trông chờ vào ruộng bắp ấy. Cả ruộng bắp ấy cũng không đủ để trả món nợ. Lão không trả được thì cả con cháu lão phải ở đợ cả đời để trả, nghe rõ chưa? Còn đàn chó nhà lão nữa, bay đâu, sang bắt về đây. Còn lão già này là ai, sao lại ở đây? Dạ, thằng con trai lão bị ốm, lão đến thay mặt viết cam kết trả nợ cho nó. Vậy nhà ngươi có gì để trả nợ cho ta? Lão đã viết cam kết rồi đây. Với cam kết này chẳng những lão có thể trả hết nợ cho mình, mà còn có thể trả hết nợ hộ cả những người khác nữa. Hả? Lão nói cái gì? Trả hết nợ cả tiền, lại còn trả hộ cho người khác nữa à? Vậy lão cam kết gì? Nói ta xem. Tôi cam kết sẽ làm cha ông, bởi có cha thì mới có ông, có cha ông mới có của cải như hôm nay. Công của cha như núi Thái Sơn, cha bảo gì ông phải nghe nấy mới là phải đạo. Ông nói cái gì? Chúng bay đâu, đánh tàn sát lão già ra cho ông. Nghịch tử, trò đánh thầy khác nào con đánh cha. Tội này ngàn năm không thể tha thứ được. Thầy, sao thầy lại... Tôi nghe thiên hạ bàn tán về anh đã lâu, không ngờ tôi lại có một học trò tệ như thế. Bao nhiêu chữ thánh hiền anh bỏ đi đâu mà để người ta oán thán thế này. Làm người sao vô đạo đức đến thế? Giàu có mà làm gì hả anh? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.